kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ viện cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông thực hiện ca cấy chỉ cho bệnh nhân Nguyễn Văn Nghĩa mắc đau thần kinh tọa. Đau thần kinh tọa hay còn gọi là đau thần kinh hông to, biểu hiện bởi cảm giác đau dọc theo đường đi của thần kinh tọa, đau tại cột sống thắt lưng, lan tới mặt ngoài đùi, mặt trước ngoài cẳng chân, mắt cá ngoài và tận ở các ngón chân. Các nguyên nhân gây đau thần kinh tọa bao gồm: nguyên nhân thông thường là do đĩa đệm cột sống lồi ra và đè trực tiếp lên dây thần kinh tọa. Đĩa đệm có nhiệm vụ giảm sốc trong một cột sống, nhưng trong một số trường hợp có thể bị thoát vị và đè lên dây thần kinh. Các nguyên nhân khác bao gồm như chấn thương, viêm khớp thoái hóa gây kích thích hoặc xưng dây thần kinh tọa, viêm đĩa đệm đốt sống, tổn thương thân đốt sống, thường do lao, vi khuẩn hay u. Hiếm gặp hơn nữa là dây thần kinh tọa bị chèn ép bởi khối u, cơ, bị chảy máu trong, nhiễm trùng và biến chứng từ chấn thương như gãy xương chậu hoặc mang thai. Triệu chứng của đau thần kinh tọa: đau dọc theo đường đi của dây thần kinh tọa, đau tại cột sống thắt lưng, lan tới mặt ngoài đùi, mặt trước ngoài cẳng chân, mắt cá ngoài và tận ở các ngón chân. Tùy theo vị trí tổn thương mà biểu hiện trên lâm sàng có khác nhau. Tổn thương dễ L4, đau đến khuêu chân. Tổn thương dễ L5, đau lan tới mu bàn chân, tận hết ở ngón cái. Tổn thương dễ L5 còn đau lan tới lòng bàn chân, tận hết ở ngón út. Một số trường hợp không đau cột sống thắt lưng, chỉ đau dọc chân. Cơn đau lan tỏa từ cột sống dưới, thắt lưng cho đến mông và xuống phía sau chân là dấu hiệu của bệnh đau thần kinh tọa. Bạn có thể cảm thấy sự khó chịu ở hầu hết nơi dọc theo đường đi của thần kinh, nhưng nó đặc biệt có khả năng đi theo một con đường từ lưng thấp đến mông và mặt sau đùi, bắp chân của bạn. Cơn đau có thể rất khác nhau, từ đau nhẹ đến đau nhói, đau hoặc đau dữ dội. Đôi khi nó có thể cảm thấy như một cú giật hoặc điện giật. Nó có thể tồi tệ hơn khi bạn ho hoặc hắt hơi, ngồi lâu có thể làm nặng thêm các triệu chứng. Thông thường, chỉ có một bên cơ thể của bạn bị ảnh hưởng. Một số người bị tê, ngứa gian hoặc yếu cơ ở chân hoặc bàn chân bị ảnh hưởng. Bạn có thể bị đau ở một phần của chân và tê một phần khác. Mặc dù cơn đau của bệnh đau thần kinh tọa có thể nghiêm trọng, nhưng bệnh nhân có thể đến viện cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông để được điều trị bằng phương pháp cấy chỉ cắt gút vào huyệt đạo mà không cần phải phẫu thuật. Lành tính, không để lại di chứng, tiết kiệm thời gian và tiền bạc, đem lại hiệu quả tốt và lâu dài cho bệnh nhân. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.